Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Duyên Audio. Ở trong video này giới thiệu cho các bác một mẫu âm ly khá là khủng của hãng Yamaha, máy nặng 21 kg, và các bác có thể thấy được cái mặt lắp ben, cửa ben này nó cực kỳ dày các bác nhé, cực kỳ dày luôn. Nó phải dày đến khoảng 5-6 ly các bác ạ. Đấy, rất dày luôn. Trong này có chỉnh bát check và chế độ tăng bát Edition các bác nhé. Đấy. Đây, hai cái núm volume và cái núm chuyển input này cũng đều bằng nhôm luôn, rất là dày các bạn. Trông rất là dày. Mặt nhôm màu đông chuột các bạn nhé. Đấy. Với cái trọng lượng 21 kg thì cái nội thất của nó thì cực kỳ khủng luôn. Một dàn tụ này, Japan này các bạn nhé. Đấy. Toàn nhìn chữ Japan này. Hai con tụ lọc nguồn thuộc cái dạng chân dài các bạn nhé, chân dài VIP rồi. Đấy. Chân dài. Đây, cái tăng phô này, cái biến thế này nó cực kỳ khủng luôn các bạn nhé. Hai cái vỉ tản nhiệt với 14 con sò than lớn các bạn nhé. Đây, 14 sò ở đây thì có 10 con sò lớn và 4 con sò bình dân. Loại than lớn này đánh chơi tốt những cái dòng loa Bass 30 các bạn nhé. Và bo rẻ mã chuẩn 24 bit, thì các bác nhìn đây, nó dài đến 30 cm, nó từ cái đây từ đít các bạn nhé. Đấy, hậu nó sâu lắm, hậu nó gần 50 cm cơ. Đây, hơn một găng tay của em rồi mà nó vẫn còn dư ra khoảng 10 cm nữa. Đấy, bo rẻ mã đây. Phía sau các cái rắc AV đều mặc mạ vàng, cổng quang rẻ mã 1, 2, 3, 4, 5 cổng rẻ mã vào. Hiện tại em đang cắm cổng TV các bác nhé, cổng TV rẻ mã đây cho nó dễ nhớ, cắm phát kịch phát cổng TV luôn. Các rắc các cổng tín hiệu analog rất nhiều ở đây các bác nhé, CD rồi rất nhiều cổng analog đều được mạ vàng hết. Đường ra loa ở đây có chế độ chọn 5 kênh và 7 kênh các bạn nhé. Đây này, chọn 5 kênh và 7 kênh như này. Đấy. Đây là cặp loa chính các bạn nhé. Cặp loa chính sẽ có chữ MAIN đây. Còn tất cả các loa phụ, center rồi surround các kiểu. Ở đây đặc biệt dòng này có cầu chữ U các bạn này. Đấy. Dòng rẻ mã mà có cầu chữ U thì cực kỳ hiếm, cực kỳ ít các bạn nhé. Đấy, nó không có nhiều đâu, chỉ những dòng đề cao máy nặng này mới có này. Đấy, tất cả các loa trở kháng đánh 6 ohm này, riêng cái thòng center nó đánh rất là rộng này, từ 4 ohm trở lên này, 6 ohm này nhá. Điện 100V và công suất là 340W các bác nhá. Riêng cái dây nguồn thì các bác ơi, nó như những dây kiểu máy hàn ấy, nó cực kỳ to các bác nhá. Con người âm đi này đã nặng rồi thì đi kèm với cái dây nguồn nó lại thuộc cái top gọi là kinh điển cái dây nguồn các bạn. Nó như dây máy hàn, nó to lắm. Con âm ly Yamaha này thì nó thật các bác là em nhìn cũng chẳng thấy nó made in cái gì cả, chưa thấy nó ghi made in ở đâu cả. Thường thường các bác nhá, thường thường sẽ là made in Malaysia. Đấy, chứ không thấy con này không thấy made in Japan, thì mà thấy linh kiện thì toàn Japan thôi. Đây này, Japan này. Nói chung là nhiều lắm. Tóm lại là một con hàng nội địa Nhật, điện 100V, đất nước Nhật họ sử dụng, công suất 340W. Dòng này chơi tốt như cái dòng loa Bass 30, âm ly Yamaha. Con này về hình thức các bác có thể nhìn tổng quan còn khá là đẹp. Nếu mà không bảo các bác thì các bác cũng chưa nhận ra được cái điểm thiếu ở trên âm ly này, đó chính là mấy cái chữ đây này. Các bác có thể nhìn trực tiếp về chữ nó mờ này. Chữ bình thường của nó sẽ là màu trắng kiểu như này. Đây các bác nhìn một dãy chữ đây này. Nhưng mà về nó bị phai mờ hết rồi các bác nhé. Đấy, nó bị phai mờ hết rồi. Ở đây cũng có input selection này. Input tức là di chuyển tín hiệu đầu vào. Đây có chữ LD này. Bóng nó khó nhìn này. Ở đây thì có chữ TV BS này. Đây này. Đấy. Dưới này thì có chữ CD này. Đấy. Cổng CD các kiểu đấy. CD đường... vừa rồi em cắm đấy. Ở đây là volume, ở đây sẽ có chữ volume này. Đấy. Và ở đây nó sẽ có hai cái đèn vàng. Đấy các bạn, hai cái đèn vàng này. Volume và input nó sẽ cắt phát trông rất là đẹp luôn các bạn nhé. Nó cắt CNC rất là đẹp. Âm ly này thì em sẽ bán theo cân nặng các bạn nhé. Đấy, 170.000 một cân. 21 cân.
tương ứng với 3.500.000 đồng các bác nhé, 170.000 một cân thôi. Đấy. Đấy, tính theo cân luôn, 3.500.000 đồng không bao ship, chỉnh bát check trực tiếp trên máy này, bát extension này, ba lăng cơ chỉnh với loa này, và rất nhiều các hiệu ứng âm thanh ở đây các bác nhé. Đấy. Rất nhiều các hiệu ứng âm thanh, nhiều vô kể luôn. Các bác không thích các hiệu ứng này, các bác bật tắt chế độ effect up đi, effect. Đấy, tất cả hiệu ứng tắt đi để chế độ hai kênh thông thường. Đây một cổng video AUX phía trước các bác nhá. Đấy, bass extension này, bass check này, ba lăng này, rack out này, cổng phone này. Đấy. Nắp cửa ben thì quá dày luôn. Trong chưa bao giờ gặp cái cửa ben nào nó dày cục như này. Đây hãng có cái miếng xốp nó dắt ở trong rồi nhá. Về sử dụng thì nó, các bác ạ, cứ đậy nắp ben vào bật tắt nguồn này. Đấy, các bác có chuyển kênh gì thì chuyển, thì cổng TV rẻ mã thì để nguyên ở đây rồi. Bật volume lên xong, muốn chỉnh bass check thì đẩy nó ra xong rồi chỉnh tí qua lại một chút. Thế là ok thôi, đẩy nó vào, rất dễ sử dụng. Kích thước của âm ly, chiều ngang là 43.5cm, chiều cao 17, chiều sâu 47. Giá 3.500.000 đồng không bao ship, tầm này chơi tốt những cái dòng loa bass 30 các bác nhé. Bass 30 dòng này đánh thì nó vật luôn. Qua cả cầu trụ U các bác nhé. Đấy, nằm rè hay là kết nối với Equalizer qua cầu trụ U thì rất là ok rồi. Hôm nay em bán âm ly theo cân nặng 170.000 đồng một cân các bác nhé. 21 cân thì là 3.5 triệu, không bao ship. Âm ly test hoạt động ok. Các bác mua hàng liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0961 22 55. Hàng sẽ được giao toàn quốc. Và chân thành cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.